chào cô chú anh chị và bạn một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Rồi hôm nay mình có chia sẻ lại video của công viên giữa thành phố Bến Tre nha cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại mình đang đứng ở trung tâm của thành phố Bến Tre, của tỉnh Bến Tre mình nha. Tại công viên này ha, công viên giữa trung tâm luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Đây giữa công viên nó có một cái vườn hoa nho nhỏ nè cô chú anh chị và các bạn. Đây những cái hoa màu tím ha, rồi những cái trứng khủng long nè cô chú anh chị và các bạn. Những trứng khủng long ha, đây trồng hoa cũng rất nhiều cô chú anh chị. Hôm nay ngày cuối tuần, những học sinh nghỉ học thì cha mẹ dắt lại xích đu đây nè cô chú anh chị. Đây những trò chơi cho trẻ em ha, xích đu những cầu tuột đây nè cô chú anh chị và các bạn. Ở đây cũng mát mẻ, những hàng dương rất nhiều ha, nhiều hàng dương rất to nha cô chú anh chị. Ở sau công viên là đài truyền phát thanh và truyền hình Bến Tre nè cô chú anh chị và các bạn. Đây những cái xích đu cho trẻ em ngồi chơi ha, xích đu những cái cây bông rất đẹp nè cô chú chị. Buổi sáng cũng mát mẻ cô chú chị rồi các bạn. Nay ngày cuối tuần đường xá cũng vắng vẻ nữa cô chú anh chị, học sinh nghỉ học á đường xá cũng vắng nữa ha. Rồi cái này những loại hoa gì đẹp quá trời nè cô chú chị, những loại hoa này thơm lắm nha, sáng thơm phất kìa, thơm phất cô chú chị. Một khu vườn hoa nho nhỏ của chú chị ở công viên ha, công viên trung tâm thành phố Bến Tre nha cô chú chị và các bạn. Những cái hoa dâm bụt là của chú anh chị và các bạn rất đẹp không? Đây. Kìa có hoa hồng ha. Đây có những cây dừa nè của chú anh chị, dừa kiển ha, cũng có trái luôn nè. Đây. Cây dừa kiển trái có trái luôn, hai cây hai bên. Đây, những hoa hồng hoa bông bụp gì hoa hồng bụp gì đó, đẹp quá trời cô chú chị.
Đây những trò chơi trẻ em ha, cầu tuột ha. Bên kia là cái dòng xoay trung tâm thành phố Bến Tre nha cô chú anh chị và các bạn. Có cái tượng đài Đồng Khởi của chú anh chị và các bạn. Rồi đây là những hai bên đường những hàng dương rất to nha cô chú anh chị, những cây dương rất to ha. Còn đây là trò chơi trẻ em. Hôm nay là không có học á, nghỉ học thì cha mẹ dắt mấy em ra đây chơi. Còn bên kia là đài phát thanh và truyền hình Bến Tre nha cô chú anh chị, đây, ở xa công viên ha. Còn kế bên tay trái của mình là trung tâm thương mại của tỉnh Bến Tre nè cô chú chị, trung tâm thương mại của tỉnh Bến Tre ha. Đó bên kia cũng là một công viên nữa ha, của chú chị và bạn. Đó bên kia cũng là công viên nữa ha. Rồi những cây dương ở đây nó rất là to nha cô chú chị, hai ba cây ôm hết luôn á, rất là to ha. Ở đường xá sạch sẽ luôn, tỉnh Bến Tre cũng phát triển, ngày nay cũng phát triển lắm cô chú chị và các bạn. Đây là trung tâm thành phố. Còn đường này xuống đây là về, đường này xuống đây là về huyện Nhồng Cơm của mình đó cô chú anh chị và các bạn. Đó bên cũng đó cũng là công viên tượng đài của Đồng Khởi của tỉnh Bến Tre đó cô chú anh chị và các bạn. Rồi kế bên là trung tâm thương mại của tỉnh Bến Tre ha. Ở đường này rất rộng cô chú anh chị, rất rộng luôn ha. Cái trung tâm thành phố Bến Tre đường rất rộng ha. Có rất là nhiều công viên luôn á cô chú anh chị và các bạn. À, buổi tối cũng lên đèn cũng rất đẹp ạ. Có phun nước, đèn những đài phun nước, đèn nhiều màu sắc á cô chú anh chị các bạn. Rất đẹp ha. Rồi Bến Tre ngày nay phát triển cũng nhanh á cô chú anh chị. Đã cũng lên thành phố cũng được mấy năm rồi ha. Lên thành phố loại 2 cô chú anh chị. Ở đây cũng là một cái công viên nữa. Rồi hai bên là đều là công viên luôn á cô chú. Bên đây cũng là công viên luôn ha. Rồi bên đây cũng là công viên nữa. Cái đường này chạy thẳng xuống là thẳng xuống huyện Ba Tri luôn á cô chú anh chị. Xuống huyện Nhồng Cơm, huyện Ba Tri. À, con đường thẳng xuống. Còn con đường này lên là lên Tiền Giang nha, lên cầu Rạch Miễu cô chú anh chị. Đó con đường đi thẳng lên đây là lên cầu Rạch Miễu ha. Đường xá thông thoáng sạch sẽ nha cô chú chị. Hôm nay là ngày đầu tuần, ý cuối tuần nên xe cộ cũng thưa thớt ha, có không đông. Rồi những dĩa hè nè, lát đá nè cô chú chị, rất đẹp nè, rất đẹp ha, rất sạch sẽ luôn ha. Đây là công viên dành
những ngày không làm, thì những ngày các em không học, nghỉ học thì cha mẹ dắt mấy em chơi lại đây với mấy cô lớn tuổi nè, tới đây cũng tập dưỡng sinh đồ cô chú anh chị và các bạn, cho nó khỏe người ha. Ở dưới đó là cầu Bến Tre, ở dưới là cô chú anh chị các bạn, ở dưới đó thẳng xuống mấy trăm mét nữa là tới cầu Bến Tre đó. Cầu Bến Tre 1 đó, cô chú anh chị. Giờ những ngày học sinh nghỉ học á, cha mẹ dắt về đây chơi những trò chơi nè, cầu trượt nè, rồi xích tu nè. Đó. Đây những cô lớn tuổi ha, tới đây cũng tập nhà vệ sinh rồi ha, cho đó khỏe ha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn xem video nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh mình nha, để mình có động lực mình ra những video tiếp theo hay hơn cho cô chú anh chị xem nha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều nha. Hẹn cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo nha.